Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho hội viên nông dân và gắn biển mô hình dân vận khéo, điểm chế biến thịt dê an toàn tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Gần 100 cán bộ hội viên nông dân các xã Trường Yên, Ninh Giang, Ninh Khang, Ninh Mỹ, Ninh Hòa và Ninh Xuân của huyện Hoa Lư đã được cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm truyền đạt một số quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn trình tự thủ tục công bố và tự công bố sản phẩm, hướng dẫn lựa chọn và bảo quản thực phẩm an toàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cán bộ hội viên nông dân về đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm. Cũng trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức gắn biển mô hình dân vận khéo, điểm chế biến thịt dê an toàn và trao tem truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm cho nhà hàng Mã Yên Quán, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.